Chúng ta lại quay lại tiếp tục giới thiệu một phiên bản nữa của chiếc điện thoại cũng đang rất hot, đó là phiên bản 11 Pro Max. Đây là phiên bản dòng. Tất cả các phiên bản chúng tôi được độ từ công ty Vinaconat thì rất là đẹp. Nói chung là chúng tôi sẽ đã có rất nhiều năm mà độ các dòng điện thoại, đặc biệt các dòng điện thoại cao cấp. Thì đây là một phiên bản Pro Max thì chúng tôi độ toàn bộ lưng. Đó, đây là phiên bản dòng, khách hàng là phiên bản dòng để khách hàng chơi Tết năm 2020. Chúng tôi độ toàn bộ lưng và viền, chúng tôi hoàn toàn mạ vàng 1/9, khá là đẹp. Các bạn chiêm ngưỡng lại một cái tác phẩm này. Các bạn cần mạ vàng 4/9 hoặc là độ tất cả các dòng điện thoại cao cấp thì cứ liên hệ công ty Vinaconat tại số 5 ngõ 55 Thúc Kháng. Chúng tôi sẽ độ theo yêu cầu của các bạn tất cả các dòng điện thoại cao cấp. Các bạn chiêm ngưỡng lại một lần nữa là phiên bản dòng của năm 2020. Toàn bộ đây chúng tôi mạ vàng lắc kê là vàng dày 4/9 nhé các bạn nhé. Công nghệ điện phân.